Đó, về Việt Nam á, ngày nào à anh rảnh chạy qua kiếm ông cầm, anh rảnh chạy qua kiếm ông cầm đó, ăn sáng uống cà phê. Bên Mỹ mắc dễ gì mà được vậy, bên Mỹ dễ gì mà được, coi như là sáng sớm mà cứ rủ nhau ới nhau cà phê ăn sáng thế này đó. Tôi dậy sớm đang chờ ổng dậy mở cửa đi ăn sáng cà phê với tôi nè. Ê, khóa cửa trước nha. Hả? Ở bên Mỹ có xuống được vậy không? Rồi, phở là xịn không? Lý xịn không? Lý xịn. Ông này cũng mê phở lắm, phải đi ăn phở. Ở bên này đi ăn phở với bác bác cầm đây. Ông này là cái ông mà mê phở nè, suốt ngày cứ phở không. Ta ăn phở được 365 ngày được mà. Chán cơm thèm phở không? Cái lý do cái phở thứ nhất là nó dễ nuốt, là bởi vì phở đặc biệt. nó có nước, một cái nạm gầu, với lại như mọi lần vậy đó, cái trứng tiết Trứng à, phở tiết trứng không à, tiết trứng hả? Thử đi hai hai chén, hai hai chén tiết trứng nha. Hai nha, hôm nay ăn phở mà hành mối luôn rồi. Rồi nói bữa nào rủ bác cầm đi ăn phở thì đó, bữa nay rủ bác cầm đi ăn phở nè. Phở mà ăn ăn gì cũng bò rồi phải không? Cũng bò. Nay đi ăn phở ngày nào cũng đổi món á các bạn, mà có ông này là ông trung thành với phở rồi. Tôi mỗi ngày mỗi món, bữa nay phở mai bánh canh, mấy cái món kia ta đuối không có vô. Mốt thì cơm tấm giờ bánh phở đã được chứ, đúng không? Phở đúng không, đã được. Bánh mì tươi mà. Ăn mình ăn bên đó ăn riết mấy cái hủ tiếu khô nó quải quá. Rau đã nè, mày ăn trên đoạn sống này ngon hả? Chúng ta bị bỏ chiên nó mềm mà cái gì cái rau nó nè. Sao ăn không à? Ăn đi xem mới ngon. Còn em là có quán ăn chọn chung à? Ngon phải vậy, nó quyện vô phải không, mỗi người mỗi kiểu không ơi. Đây nước gì đó bác biết, tiết trứng, tiết trứng à, tiết đọc nha, tiết ăn vô tiết trứng hả? Trong đây có trứng đúng không? Trứng với tiết bò hành tiết trứng rồi. Thử nha. Hơi bị ngon á, ăn chanh vô phải không? Chanh chanh vô này, món này mới nè, mới biết ăn nè. Theo giới thiệu bác cầm ăn món ta một tô này ăn chén tiết là cả ngày không đói. Bởi vì sao? Ô trứng này nè, nó đạm nhiều quá rồi. Trứng nè rồi múc vô được không? Ba chén trời ơi. Bê. Còn cái gì bằng cái trời ơi. Nó đã thấy mấy cái ông ẩm thực của Mỹ á, mấy ông như là ông Tony, mấy ông vua bếp Việt Mỹ á, về Việt Nam cũng ăn mấy cái quán bình dân nè. Cơm đen cũng thích, về vô nhà hàng Mỹ cũng chế biến bán á, thấy không? Ẩm thực cái linh hồn của thực là nằm ở những chỗ những quán như thế này nè, bình dân nè. Nó không phải cao sang đâu, mỗi quán cao sang làm dỗm lắm. Có 130 ngàn à má ơi. 45 dạ, 15, 8, 15, 15. Bao nhiêu không? 130. Đủ không? 25, 135, 13. Phải không? 130. Còn nếu lại gọi tao là đúng rồi nè. Đi ăn xong vũ cà phê. Thấy không? Đã không? Sống cứ lẹ phè. Nói câu này bị chửi. Cuộc sống thật là sung sướng và thú vị đó. Tận hưởng thôi. Sống bắt cầm gì còn gì bằng nữa. Tiên. Những cái không gian ghế bàn rất là hay. Hả? Ghế bàn hay quá không trong cầm. Quá độc đáo. Nay đưa ông cầm đi uống cà phê ở đây cho ý kiến không? Hả, có cà phê gì được không? Có cà phê được, ok. Đơn giản mà sạch sẽ và đẹp. Thoáng mát. Tôi cái lối trang trí này nó cũng không có nhiều tiền. Nó rất là mà thích cái nó hoài cổ đúng không? Ba rồi. Nhiêu mẫu em cầm? Nhiêu mẫu? 20 ngàn à. Trời ơi,
20.000 đồng thôi. Hỏi đây. Ngày mai ăn. 20.000 đồng bánh mì theo quay. Quá ngon. Nhìn nó thả không? Ông này ông về cái gì cũng ăn hết trơn á nè. À, cái gì cũng ăn hết trơn không? Ăn không sợ gì hết trơn mà. Hai chục ngàn một ổ, 20.000 một ổ bánh mì heo quay. 20.000 quá ngon. Ở đây cái gì nó cũng rẻ chứ. Mà sao cái gì ông cũng ăn hết chứ, ông sợ gì chứ hả? Tao không có ngán gì hết trơn. Bún riêu bánh canh khoái nhất là phở thôi. Ok rồi đi về nhận cuộc sống không? Đi hưởng khí tươi với mình đó. Mấy chục năm mình ngồi trong xe hơi chán với bà đúng không? Nói nghe chảnh rồi chửi rồi. Đúng rồi, thì mà rõ ràng đúng rồi, cảm giác đúng là lý do tại sao hồi xưa mình đi làm. Mỗi lần ra cái xe dừng cái xe này bắt là phải đi làm rồi, mày ra đâu có vui gì đâu, không cho mẹ. Ở bên Mỹ mà chạy xe hai bánh là dân có tiền, với dân enjoy nó chạy hai bánh rồi. Ra bên Mỹ á, tự mô tô nó là chân có tiền. Tới cái mùa hè mà đi hai bánh đâu có dễ dàng gì chạy, hàng ngàn một tốt. Bên đó đi là ký hợp đồng thành chết á. Bên đó đi là nguy hiểm đó. Ở đây khỏe đi sướng không, đó giờ thấy không? Sáng sớm hai anh em tôi cứ kiếm cái quán gì để ăn rồi xong đi cà phê. Bây giờ đang đi kiếm chỗ cà phê nè. Đó, ra cà phê ngựa ha. Đó, chút xíu gặp lại nha. Đó, thấy đã không? Vậy mới là cuộc sống nha. Cà phê thì nè, nó buổi sáng rồi đó. Đúng không? Ăn phở xong về uống nước trà. Đợi bạn qua cà phê. Rồi xong rồi đợi bạn qua, đợi em đó, rảnh ngồi coi YouTube nè. Trời ơi, cuộc sống vậy nữa. Việt Nam mà muốn mỗi lần rồi gặp nhau uống trà có dễ không? Giống như tôi nè, nói giờ qua buồn qua uống trà với ông. Nó pha bình trà nóng lên, hai anh em ngồi giống như tí thôi, đàm đạo ngồi chơi, bàn về chuyện cuộc sống Việt Nam, sống Mỹ. Quý vị muốn về Việt Nam sống thì điều đầu tiên, em cầm điều đầu tiên muốn về Việt Nam sống là phải có gì chứ? Thứ nhất là phải có tiền, đó là quan trọng nhất. Cái thứ hai là phải có nhà. Chắc không dễ đâu. Mà đất nước Việt Nam bây giờ nhà thì nếu mà dưới khoảng 5-7 tỷ thì đừng nên về, đừng có mộng về. Nhà Việt Nam gì là khủng khiếp lắm. Nhưng mà hỏi bác là có nhiều anh em cũng có nhiều, cũng có tiền, cũng có đủ thứ, nhưng mà tại sao họ không chịu về? Anh biết còn thiếu món gì không? Món gì? Cái điều đầu tiên cần phải có là phải có cái tình yêu ở với quê hương. Phải thích cuộc sống ở đây mới về chứ không biết sao về, đúng không? Dạ chị. Anh đồng ý không? Nếu mà anh không có cái tình yêu quê hương, mình không dám nói gì khác hơn. Tình yêu con người, tình yêu quê hương và tình yêu cuộc sống ở đây thì anh không có về được, đúng không? Đúng rồi. À. Chào Quán Công. Anh nhớ okay. Ngày không? À, chú Rồng không biết đâu, nhưng mà thấy chú Rồng comment thì đứa nào tao cũng chào chứ. Đúng rồi, hồi đó con cũng hộ chú Rồng chỉ là những anh em như gì. Nè, có ai quý tá hộ nè, ngoài đi. À, Vui Vỉa hả? Dạ. Tại là thường qua đúng cà phê luôn. Đó, thường cũng thấy chú comment. Comment trên ông Minh Giang trên TV nữa. Thì Minh Giang nhà nào làm mọi người ta. Mà ngưỡng mộ là ông chửi không phải không? Ông chửi hay ngưỡng mộ gì? Ông hay chửi lắm, mà ông hay chửi lắm. Thì đâu có gì đâu, lúc nào đúng thì chửi mấy thằng kia, đúng cãi, sai thì đúng. Không, đúng nhận, sai đúng, sai cấm cãi. Sai thì cãi. Không, sai cấm cãi. Đâu? Sai cấm cãi. Sai cấm cãi. Rồi, chúc mình ảnh đi ăn phở với bác Cầm cho cả nhà mình được biết. Ở quán Lý Xìm. Ở đây sướng không? Cứ buổi sáng là cứ rủ nhau, ý ở nhau. Ăn sáng xong uống cà phê, rồi đi chơi cả ngày. Khỏe. Ai nghỉ xong nghỉ, sao cô sướng được rồi. Rồi, xin chào cả nhà mình nha.